Rồi con nhận giải mạnh. Tại sao? Con á, hờ mẹ em á, con không gì tốt. Con giảm, giảm lại gắn rùa con ăn. Tại con, hồi đó con ăn là tôi là ba thằng nhậu á, nhậu tôi nè, chó, mới ăn nè. Giảm ăn hơn nữa. Ờ, mèo nuôi nữa, mèo không ăn đâu. Hồi đó con gì cũng ăn hết. Nhiều hết trơn, bây giờ bỏ hết rồi. Giảm hết rồi. Không ăn nữa. Không có thấy thèm ăn cái con đó nữa. Không ăn nữa luôn, thèm không ăn luôn. Thèm cũng không ăn nữa. Dạ. Ừ. Thấy là em dội liền. Thấy dội liền, không ăn nữa. Nhưng thấy cái món đó cái dội. Dạ. Dội em. Tại vì em hờ mẹ em ăn á. Em bỏ không ăn nữa. Em thấy hồi đó rồi em ra. Không ăn nữa. Rồi còn nhậu nhạt bao nhiêu không? Nhậu em ít. Nhậu nhồi cái cây mấy bánh trái gì đó. Em nhậu. Rồi hồi lúc em thờ Phật Quan Âm tới giờ em có thấy có cái gì đó cho em được có phước đồ, làm ăn đồ may mắn rồi hay gì không? Được, có. Dạ. Yeah. Đó đó. Em có bắt con rùa. Em đụng con rùa nghĩ xong á. Em muốn cho anh thả lại. Đó. Con rùa em không ăn luôn. Không ăn rùa. Không ăn rùa luôn. Chứ hồi đó là ăn. Đó là rùa chanh á. Chanh á. Em chanh ăn á. Giờ em giảm bỏ rồi không ăn nữa. Mà hồi đó không biết ăn chay luôn. Hồi đó không biết ăn chay luôn. Em nhớ là hồi đó là không ăn chay. Đó là mặn lắm. Mà em ăn 4 ngày. 2-30, 4-15. Bây giờ ăn chay tháng 4 ngày. 4 ngày. Hồi lúc thờ Phật tới giờ. Dạ. Có ai chỉ dẫn gì không? Không. Tự em bỏ ngang vậy đó. Tự bỏ ngang vậy. Em này cũng như là như mấy người dân lao động đó quý vị. Mà cũng có phát cái tâm không có ăn những cái con mà vật mà thân thuộc như chó mèo rồi đó. Mấy cái con vật nó thân thuộc với con người thành ra từ bỏ không ăn nữa. Bữa nay cũng đi ngày rằm này ngồi ăn chay chung. Dân lao động rõ ràng ha. Đó gì cũng ăn. Dân lao động thì cái gì cũng nhận. Không có cử kiêng hết con. Đâu có biết gì. Như vậy. Còn nhiều người khá giả giàu có bây giờ lại muốn ăn những cái nó bậy bạ. Ăn cái gì con trùng, con dế gì cũng ăn hết. Ông thầy cũng giảng cái mấy cái con đó là không có phải là cho con người ăn. Đâu có phục vụ cho con người. Mà khi con người ăn những cái con đó đó là thành ra nó sanh ra những cái đột biến gen rồi đó con. Đột biến gen rồi thành ra con người kiếp thì nó sanh bệnh tật nhiều thứ. Ngon. Bà nãy giờ ở đâu rồi? mới lại hả bà? Chùa kia mới lại. Dạ. Mới lại. Mới lại. Đi mấy chùa kia ở dưới. Bữa nay người ta đi nhiều chùa.